Rồi, shop Trần Đạt xin chào tất cả quý anh em nha. Mình mới đã xong con máy Super đời 98 nha anh em. Thì tình trạng máy lỗ anh em ơi. Cho nên mình sẽ bán rẻ cho anh em luôn. Thì anh em nào mua thì tranh thủ nha. Riêng cái cục máy này là mình bán rất là rẻ cho anh em luôn. Thì không phải là gì nhưng mà mình thì mình muốn bán nhanh. Tại vì giờ đằng nào nó cũng lỗ rồi. Cho nên mình sẽ bán nhanh cho anh em. Và anh em lưu ý là mình chỉ có duy nhất cái loại này là mình bán cái đúng bộ máy là mình bán rẻ cho anh em thôi, không phải là rẻ là bởi vì nó không đẹp nhá. Đồ là cái nào mình nói rõ cái đó cho anh em. Nhưng mà mình bán rẻ là tại vì mình muốn bán nhanh ha. Cục máy này do là mình mua mình không để ý kỹ cho nên là nó bị ăn xương một số món thì mình sẽ đẩy rẻ cho anh em luôn để anh em về là anh em có thể là nếu anh em thợ là anh em mua về đây bán lại có lời luôn, mình cam kết 100% bán lại có lời ha. Đầu tiên là bộ ba nắp, nắp nồi, nắp lửa mang cá nha. Nắp nồi, nắp lửa mang cá này là Super Zin nha anh em nha. Super đời đầu, rửa zin, sơn zin nha anh em nha, sơn zin nha. Chung sơn zin, ba nắp sơn zin hết. Bán cho anh em mức giá 1 triệu mốt nha. Ba nắp 1 triệu mốt thôi. Rẻ bằng 50% bình thường, bộ này bình thường bán khoảng 2 triệu, bây giờ bán 1 triệu mốt cho anh em. Lửa là lửa này là lửa chưa bị lai rồi nha anh em nha. Lửa là lửa lai rồi. Đây, lửa đây. Qua lăng lửa. Bán cho anh em bộ qua lăng lửa này 200 ngàn nha. Đó, qua lăng này, qua lăng lửa này nếu anh em mua ở ngoài thì khoảng 6-700 vậy. Lửa này mới thay luôn nè. Còn bảo hành luôn. Đó, nó thay nó bán xe anh em. Lửa với lại qua lăng này bán cho anh em 200. Bộ nồi này thì bộ nồi zin chưa có hú nhưng mà bị dán bố rồi. Đây, dán bố hay làm chuông dán bố rồi. Nồi thì nồi zin rim thái nhưng mà nồi bị dán bố, chuông dán, bố dán rồi. Để nồi thì zin, nồi sau zin, nồi trước thì dán bố nha anh em nha. Bộ nồi này bán cho anh em giá 400. À, rất là rẻ luôn. Rồi, lốc bơm nhớt rồi. Đây, lốc bơm nhớt rồi này thì lốc bơm nhớt rồi zin, lốc là lốc đẹp nha anh em nha. Lốc là lốc đẹp. Thì cái lốc này đã bán cho anh em bán chung với nếu mà anh em nào lấy chung với lốc số á thì bán cho anh em lốc lốc số với lại lốc lửa, lốc nhớt luôn á là 600. Còn em nào lấy lẻ thì lốc nhớt là 550, lốc số là 200 là 700, còn em nào lấy chung hai lốc thì 600. Rất là rẻ. Bộ ốc máy nè. Bộ ốc máy là bình thường bán 700. Nay bán cho anh em giá 500. Rồi. Bộ bông báo số này bình thường bán 300, nay bán cho anh em 200. Rồi. Cây dên rim thái, dên. Cây dên super đời đầu rim thái giống nhau nha. Dên đẹp. Ha. Nhưng mà mình bán rẻ luôn. Dên là bán cho anh em giá 700. Ok cho anh em. Bộ số đẹp. Nguyên bản cho anh em. Bán cho anh em giá 700 luôn. Đó rất là rẻ. Đầu lòng. Đầu lòng này thì đầu lòng cốt nha anh em nha. Cam cò bị thay rồi. Đầu nguyên độ đầu lòng này bán cho anh em giá 1 triệu nha. Mình lấy lại cái co xăng để bán chung bộ bình xăng nha. Bộ bình xăng bán cho anh em 800 rồi. Đó luôn co xăng boe với lại bình đấy thì anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Nói chung giá này rất là rẻ, anh em mua về thì chỉ có lời thôi, không bao giờ lỗ luôn. Anh em nào cần thì liên hệ với Đạt nha. Ốc đầu ốc máy là 500, này là gồm sên cam rồi ốc đầu bò rồi đũa đầu này kia luôn nha anh em nha. Cốt đạp cốt móc số đầy đủ luôn. Cây dên là còn đang sử dụng rất là ngon nha. Dên là dên tay zin nha, bán cho anh em 700 là giá này thôi rồi luôn á. Dên là dên đẹp nha, nè dên là dên đẹp về là sử dụng liền. Thì nói chung giá này giá nửa đêm hết cả chục giọt bán chơi anh em ở tại giờ này mới rã xong. Anh em nào cần liên hệ với Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều.